Khi nhắc đến những cây bút của miền sông Hương núi Ngự, nhà khảo cứu phong thủy Nguyễn Phúc Vĩnh Tung có nói cho chúng tôi nghe một điều. Từ thuở những năm mà Huế còn êm đềm dưới bóng những cung miếu đền đài của chốn đế đô, thì trên dốc Nam Giao có một căn nhà xinh xắn. Trước mặt nhà là một hồ nước rất lớn, bên cạnh có cây xanh và cây bồ đề quấn lấy nhau. Và căn nhà này chính là tổ ấm của bốn chị em, trong đó có hai nữ sĩ mà danh tiếng của họ đã được giới yêu chuộng văn học của miền Nam Việt Nam biết đến từ những năm đầu thập niên 60 cho đến bây giờ. Cây bút nữ mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị hôm nay là người chị, đó là nữ sĩ Linh Bảo. Và một ngày gần đây, chúng tôi mong sẽ có dịp giới thiệu đến quý vị người em là nhà văn, nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh. Nữ sĩ Linh Bảo tên thật Võ Thị Diệu Viên, còn có bút hiệu Lai Cẩm Hoa và Vũ Trung Thư. Bà sinh năm 1926 tại Huế. Thân phụ bà là Tổng đốc Quảng Nam dưới triều vua Bảo Đại. Bà rời quê hương rất sớm. Bà đã sống một thời gian dài tại Nam Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Hồng Kông, Anh Quốc và Pháp Quốc. Bà rất thông thạo Hoa ngữ, là nhân viên lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Năm 1962, bà dạy Việt ngữ trường sinh ngữ quân đội tại Monterey, tiểu bang California cho đến cuối năm 1976. Bà hiện cư ngụ tại California, Hoa Kỳ. Gió Bất là tác phẩm đầu tay của bà do nhà văn Nhất Linh xuất bản. Những tác phẩm khác bà đã viết là Chiếc áo nhung lam, Những đêm mưa, Con chồn tinh quái, Những cánh diều, Mây tầng và truyện ngắn Tàu ngựa cũ đã được giải văn chương toàn quốc năm 1962. Tác phẩm mới nhất bà vừa viết đó là Truyện cổ tích của Linh Bảo sẽ do Thư viện Việt Nam Online ấn quán xuất bản một ngày gần đây. Thưa quý vị, tất cả những tác phẩm của nhà văn Linh Bảo đã được độc quyền đăng trên thuviệnvietnam.com. Xin mời quý vị ghé vào thuviệnvietnam.com để đọc những tác phẩm này. Thưa quý thính giả, trong chương trình Văn học nghệ thuật hôm nay, Bảo Bình xin mời quý vị thưởng thức một truyện cổ tích của nhà văn Linh Bảo qua giọng đọc của chính tác giả đã tặng riêng cho Thư viện Việt Nam Online. Truyện mang tựa đề Treo cổ ta lên. Cũng thích nghe kể chuyện cổ tích, có nhiều chuyện nghe mãi không chán, nhưng dù ở bất cứ tuổi nào, mỗi khi nghe được một chuyện hay vẫn thấy thú vị vô cùng. Chuyện đặc sắc không có thời gian hay không gian hạn định, bảo rằng chuyện thật cũng được, chuyện tưởng tượng cũng không sao, khỏi cần tìm xuất xứ để miễn thắc mắc băn khoăn. Ngày xưa có một bác nông phu rất nghèo khổ. Bác ta ở một mình trong gian nhà tranh siêu vẹo, cách làng xóm rất xa. Một hôm sau một cơn mưa to gió lớn, gian nhà bác bị sập đổ. Bác ta định làm nhà khác, nhưng số tiền dành dùm được ít quá, chỉ đủ dựng được cái sườn nhà và bốn bức phên tre mà thôi. Bác đến nhà hàng bán tranh mua chịu mấy tấm tranh rẻ tiền thực mỏng lợp tạm che nắng mưa, định sau có tiền sẽ lợp lại. Trong làng có một tên du đảng chỉ sống bằng nghề trộm cắp. Hắn thấy bác nông phu làm nhà mới, nghĩ bụng chắc là bác ta phát tài, không chừng đi cày cuốc ở đâu bắt được hũ vàng cũng nên. Nghĩ thế hắn nhất định đến trộm nhà bác ta, may ra sẽ vớ được món bở. Đêm đến hắn leo hàng rào trèo lên mái nhà bác nông phu rình, chẳng may tranh mỏng quá không đủ sức nặng. Hắn ngã lọt ngay xuống đất, đúng vào giường bác nông phu nằm. Bác nông phu đang ngủ, thấy có vật gì rơi vào người, giật mình hoảng hốt thức dậy, thấy tên trộm. Bác định bắt sống, nhưng hắn ta nhanh nhẹn hơn, xô ngã bác và chạy thoát mất. Tên trộm bị bắt hụt lại không lấy được món gì, cho là một sự nhục nhã nhất trong đời ăn trộm tài danh của mình.
Hắn càng nghĩ càng căm giận bác nông phu, cho là bác cố ý lợp nhà như thế để đánh lừa hắn, và hắn nhất định lên kinh đô kiện với nhà vua. Vua hỏi hắn ta: tên kia, ngươi là ai? Đến đây có việc gì? Tâu quốc vương: tôi là một người có công việc bám ăn chắc chắn. Nghề ăn trộm của tôi cha truyền con nối đã mấy đời, không bao giờ tôi ra đi phải trở về tay không. Thế mà tâu quốc vương nhục nhã thay, hôm qua tôi leo lên mái nhà một bác nông phu để rình, lại suýt bị bắt sống. Nguyên do chỉ vì bác ta chỉ lợp một lớp tranh rất mỏng, mỏng đến nỗi tôi bị ngã lọt xuống đất mà không biết bám víu vào đâu. Tâu quốc vương, nếu không may tôi bị què chân thì suốt đời tôi sẽ thành tàn tật, chẳng còn làm ăn gì được nữa, còn ai kiếm ra tiền để nuôi vợ nuôi con tôi. Vậy xin quốc vương trì tội bác nông phu chủ nhà lừa đảo ấy để làm gương cho kẻ khác. Cách xử tội của quốc vương rất đặc biệt, ngài chỉ có hai mệnh lệnh, một là tha bổng, hai là treo cổ mà thôi. Vua ngẫm nghĩ mãi, không biết lợp nhà bằng tranh mỏng có phải là một tội không, có nên xử không, nhưng nếu không xử thì không ai đi kiện làm gì, và như thế thì còn gì là uy quyền của quốc vương nữa. Sau cùng vua quyết định đòi người nông phu đến để tỏ vẻ công bình. Vua hỏi: tên này khai đêm qua từ trên mái nhà của ngươi rơi xuống đất, có đúng thế không? Bác nông phu thật thà trả lời: tâu quốc vương, đúng thế ạ. May mà hắn ta rơi đè lên người tôi, nếu không chắc què rồi. Quốc vương gọi quan giám sát bảo: tên này đã nhận tất cả tội lỗi, truyền đem treo cổ nó lên để làm gương cho dân chúng. Bác nông phu ngạc nhiên hỏi: tâu quốc vương, tại sao lại treo cổ tôi? Đáng lẽ ngài xử tội tên trộm mới phải. Quốc vương thấy bác nông phu quê mùa dám cãi lại mệnh lệnh của mình, lấy làm tức giận, mắng: ngươi dám dạy cả ta nữa sao? Ta là quốc vương, ta có đủ thông minh và uy quyền để phân xử phán đoán. Bác nông phu hiểu rằng mình không thể nói chuyện phải trái với một ông vua thông minh đến như thế được, bèn than thở: tâu quốc vương, ngài thật đúng đắn và công bình. Dối trá là một tội rất to, nhưng thực ra chính người thờ lợp mái nhà cho tôi, chứ không phải chính tay tôi lợp và cố ý dối trá như thế. Quốc vương được ca tùng có vẻ bằng lòng lắm, truyền: ừ, nếu vậy ta tha cho ngươi. Cuốn đầu, bắt tên lợp nhà treo cổ nó lên. Quân lính vâng lệnh nhà vua, thả bác nông phu đi bắt người thờ lợp nhà dẫn ra pháp trường. Người ấy sợ hãi năn nỉ: tôi yêu cầu được tâu với quốc vương một câu, chỉ một câu thôi, tôi chết mới nhắm mắt được. Quốc vương truyền: ngươi có tâm sự gì, ta cho phép nói. Tâu quốc vương, tôi vẫn nghe danh tiếng công bình chánh trực của ngài từ lâu, xem việc một việc xử án hôm nay thì biết ngài đúng là một bậc minh quân vậy. Quốc vương gật đầu mỉm cười: ngươi nói rất đúng, ta ban khen. Nhưng có một việc rất nhỏ mà nhà vua chưa thấu rõ, là chính người đánh tranh mới có tội. Hắn ta đánh mỏng quá, phần tôi chỉ lợp lên mái nhà mà thôi. Nếu hắn ta đánh dày kết chặt hơn thì người đi trên mái nhà dù to béo đến đâu cũng không thể rơi xuống đất được. Quốc vương nghe ra cũng có lý, bèn truyền lệnh thả người thờ lập nhà đi bắt người đánh tranh. Khi quân lính dẫn người này đến, quốc vương truyền: tên kia, ta phải treo cổ ngươi lên, tất cả tội lỗi đều do tấm tranh của ngươi gây ra cả. Người đánh tranh năn nỉ: tâu quốc vương, ngài là một vị vua anh minh nhất thế giới, chỉ một vụ án nhỏ mọn mà ngài cũng chịu khó xử cẩn thận, đủ biết ngài thương người và trọng tính mình con dân biết bao nhiêu. Tâu quốc vương, được chết trước mặt ngài, đời tôi thực mãn nguyện. Tôi rất tiếc chỉ vì hoàng cung của quốc vương không dùng đến tranh nên quốc vương không hiểu. Thực ra xưa nay tôi đánh tranh bao giờ cũng rất chắc chắn, bền bỉ. Câu chuyện không may này xảy ra do nguyên nhân cũng chỉ vì bác hàng xóm của tôi tính thích nuôi chim bồ câu. Một hôm bác ấy mở lồng thả đàn chim ra cho chúng bay lượn tự do trên không trung rất đẹp mắt. Tôi mãi xem lơ đãng cả công việc nên mới đánh tranh thưa và mỏng như thế. Xin quốc vương xét lại tội này đáng về ai mới phải. Nghe những lời ca tùng của người đánh tranh, quốc vương suy nghĩ một lúc và truyền lệnh thả người ấy bắt người nuôi chim bồ câu. Người này mới đến nơi đã sụp quỳ xuống chân nhà vua và nói không ngừng: tâu quốc vương, thật là một dịp may hiếm có cho tôi được ân điển trông thấy long nhan như thế này, dù tôi có chết ngay cũng hả lòng hả dạ. Khắp nước đã mấy ai được hân hạnh quỳ trước mặt rồng như tôi. Tôi xin cảm tạ trời Phật đã thương tôi, ban cho dịp may hiếm có này. Tâu quốc vương, ngài đã từng bao giờ trông thấy chim bồ câu bay lượn trên không trung chưa? Thật là một cảnh đẹp tuyệt vời. Tính tôi thích thả chim bồ câu, xem chúng nó giương hai cánh trắng xóa bay lượn, khi thì cao tít, chỉ còn những điểm trắng trên nền trời trong xanh,
khi thì là là trên mặt đất, trên đám cỏ non lá lướt, thật là một thú vui thanh nhã vô hại. Tâu quốc vương, nếu ngài giết một người nghèo khó vô tội như tôi thì chẳng thiệt thòi gì cho nước nhà, nhưng nếu ngài đổi ý treo cổ tên trộm thì từ nay mọi người đều được yên ổn làm ăn, quốc gia sẽ thái bình thành vượng. Quốc vương nghe xong gật gù có vẻ đồng ý, bảo: ngươi nói rất đúng ý ta, quan giám sát đâu treo cổ tên trộm. Quan giám sát tuân lệnh bắt tên trộm dẫn đến giá thắt cổ, nhưng cái giá ấy rất thấp mà trên tên trộm lại quá cao, quân lính cố hết sức cũng không làm sao treo được cổ hắn lên, chân hắn cứ đứng lì dưới đất như mọc rễ ra đây. Quan giám sát đành phải báo cáo với nhà vua. Tâu quốc vương, tên trộm cao lớn quá, chân hắn cứ dính chặt dưới đất không thể nào treo hỏng lên được, xin ngài ra lệnh phải làm thế nào bây giờ. Quốc vương nổi giận quát lên: chuyện nhỏ mọn như thế mà các ngươi cũng phải làm phiền đến ta. Lũ ngươi thật là một bọn ngu ngốc, ăn toi cơm mặc phí áo, có óc cũng bằng thừa. Nếu tên trộm cao quá thì tìm một tên khác luôn hơn, treo thế nó không được hay sao? Có ai cấm treo cổ một tên lùn thay cho một tên cao đâu, có thể mà cũng hỏi. Quan giám sát được lệnh thầm phục nhà vua thông minh vô cùng và gọi lên bắt ngay một người lùn đang gánh gạo đi ngang qua pháp trường. Người gánh gạo bỗng nhiên thấy mình bị bắt dẫn lên pháp trường để treo cổ, vừa kinh hãi vừa tức giận hỏi: tôi có tội gì mà các ông giết tôi? Thấy quốc vương đến gần để xem xử tử, hắn ta liền hỏi: tâu quốc vương, tôi là một người nghèo khổ, ngày ngày gánh thuế kiếm ăn, tôi có tội gì đâu, tại sao ngài lại xử tôi như vậy? Quốc vương trả lời: đồ ngu, ta làm sao biết được ngươi có tội hay vô tội, ta chỉ cần phải treo cổ một người mà thôi. Ta vốn định xử tử tên ăn trộm, nhưng vì hắn cao quá, chân cứ dính liền xuống đất treo không được, còn ngươi thân hình luôn hơn, rất vừa phải, dễ treo. Người gánh gạo hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện liền vui mừng nói: tâu quốc vương, được ngài dạy tôi mới hiểu, ngài quả thực là thông minh xử việc như thần. Cái giá thắt cổ này thực vừa đúng kích thước treo tôi thì nhanh chóng giãn tiền lắm. Nhưng nếu tôi được chết thay tên trộm trên cái giá thắt cổ của hoàng gia này thì chả thiệt thòi cho hắn lắm sao? Tâu quốc vương, ngài là đấng quân vương nên cứ chỉ nhìn lên mà không nhìn xuống. Nếu tên trộm cao quá, ta có thể đào một cái lỗ dưới chân hắn là chân hỏng mặt đất dễ dàng. Tâu quốc vương, chính tôi cũng muốn chết lắm, nhưng tranh cái chết của người khác thì không lịch sự và quân tử tí nào, tôi không đành lòng. Quốc vương vui vẻ nói: ta không ngờ trong nước ta lại có lắm người hiền và hiểu ta như vậy. Thôi ngươi về, dịp khác sẽ đến phiên ngươi cũng không muộn. Quan giám sát đâu, treo cổ tên trộm và đào lỗ dưới chân hắn, chính ý định của ta là như thế. Quan giám sát đã quen làm đúng ý muốn của nhà vua nên không là gì với những mệnh lệnh mới thay đổi luôn luôn và bao giờ cũng đúng ý định như thế. Quân lính dẫn tên trộm đến giá thắt cổ, trồng dây vào cổ hắn và bắt đầu đào đất. Nhưng bỗng nhiên trên tên trộm hốt hoảng kêu lên: các ông ơi, nhanh, nhanh lên, đào nhanh tay lên một tí, treo cổ tôi lên, tôi cần chết ngay lập tức. Quốc vương ngạc nhiên hỏi: trước sau gì cũng chết, còn ai tranh với nhà ngươi đâu mà vội? Tâu quốc vương, có một vị hoàng đế trên thiên quốc vừa mới băng hà, ngài có để di chiếu là rằng ai chết và đến thiên quốc trước hết thì sẽ được truyền ngôi. Vì thế tôi cần phải chết ngay cho sớm sủa kịp giờ. Các ông ơi, đào mau lên một tí. Quốc vương bỗng nhiên cảm thấy ganh tị, nghĩ thầm: bộ hắn ta chỉ là một tên trộm hèn hạ mà đủ tư cách làm hoàng đế ở thiên quốc sao? Chức vị ấy phải để ta làm mới xứng. Ngài truyền lệnh rất quả quyết: thả tên trộm ra lập tức, treo cổ ta lên. Lệnh của quốc vương chẳng ai dám trái. Quan giám sát thả tên trộm, trồng dây vào cổ nhà vua và treo lên rất dễ dàng. Sở dĩ câu chuyện này được chép vào sử sách vì suốt đời ông vua ấy tuy đã xử đoán công việc một cách giản dị và thông minh phi thường, nhưng ít nhất ngài cũng đã ra lệnh treo cổ một người rất xứng đáng, chính bản thân nhà vua.